Minh Toàn xin mến chào các bạn. Hiện giờ là Minh Toàn đang còn lưu thông đi xuống đảo Tuần Châu. Ở đấy có quán cà phê rồi còn quán này mình cứ vào đây lâu vừa. Đây đoạn đường này đang làm, sau này đường này to lắm. Đường từ Ao Cá Hạ Long mà xuống Tuần Châu là nó đang làm đường. Chỉ có đoạn trước Tuần Châu thì đường nó đã làm xong rồi và đường nó rất là to và đẹp. Tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy hai bên đường bên đấy là có người thì bảo là cây xoài, có người thì bảo không phải là cây xoài. Nhưng theo Toàn nếu mà cây xoài thì sau này cái tuyến đường của Hạ Long Quảng Ninh này là nhiều xoài nhất. Nhiều xoài nhất luôn. Đây đường này đang làm. Xe đi bon chen quá. Đây là một trong những cái tuyến đường mà bây giờ khá là bụi ở Quảng Ninh. Các xe máy múc các xe cầu là làm đường. Nhà đường này là rẽ đi Đồng Đăng này, rồi đi Hà Khẩu. Còn chúng ta đi thẳng đây là chúng ta xuống Tuần Châu, đến Tuần Châu. Đường từ Ao Cá mà xuống Tuần Châu có một đoạn rất là cong queo, cong queo luôn. Đấy là đoạn này đấy. Thank you.
nếu mà các bạn mà về về Hạ Long du lịch thì khi chúng ta lên tàu thuyền thì bây giờ tàu thuyền các cái nơi nó chuyển về Tuần Châu, ở Hạ Long thì cũng chuyển về Tuần Châu. Các cái bến tàu chúng ta đi ra các cái vịnh này, hay là đi ra đảo này, thì tàu thuyền đều là chuyển về Tuần Châu, và chúng ta về Tuần Châu chúng ta mua vé. Lên chỗ này đảo núi mở đường. Đây, và hướng chúng ta đi là đi từ ngoài phía Móng Cái đi xuống Tuần Châu, đi về phía các tỉnh phía bên trong. Từ đây mà về Uông Bí là mất 26 km. Chúng ta mà rẽ trái đây là chúng ta đi xuống thị trấn Bãi Cháy, hay là còn gọi là khu du lịch Sun Gold Quảng Ninh. Đây là ngã ba Hùng Thắng, ngã ba này khá rộng luôn. Đường này nhiều xe chạy nguy hiểm quá nhỉ. Đây không biết là cây xoài hay là cây gì, hai bên đường là trồng các cái loại cây này luôn. Cái này cây xoài ấy nhỉ, lá này là lá xoài. Ở phía đường bên kia cũng thế, trồng một dọc cây cái loại cây này luôn, mà mình toàn không biết là cây xoài hay là cây gì. Như quan sát ở đấy, lá này là giống như lá xoài. Đấy, đường Cái Lân là sau này nó cũng sẽ giống như đường này đấy các bạn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn đường một bên với cả vỉa hè nó là 7, quá rộng. Nếu chúng ta cứ đi thẳng đường này là lên cao tốc đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Bây giờ là chúng ta rẽ trái đây để vào Tuần Châu. Nước cạn kìa. Đây, xung quanh hai bên đường vào Tuần Châu là biển, và hôm nay nước rút rất là nhiều, thấy đất không luôn. Mọi ngày là thấy nước lênh láng, bây giờ thì toàn biển đó, toàn đất.
trên đường này là bán cái gì ấy nhỉ? Bán gì đấy? Hàu. Đây hàu, hàu tươi sống luôn. Trong này có cái chơi nhỏ nhỏ mua được đồ biển. Có chơi nhỏ nhỏ trong tuần châu này bán đồ biển tươi phết. Chỗ này ngày xưa là biển đây các bạn ạ. Giờ bây giờ thì lấp hết rồi. Đây, đây bán hàu, hàu với lại đồ biển. Đặt xe ô tô đi du lịch tuần châu xong thì dừng ở đây mua rất là nhiều. Đây là các xe này đi du lịch tuần châu về rồi. Đây, bãi từ Hạ Long này. Để vào bán đảo tuần châu mà cái khu trung tâm đấy là khá xa hết. Từ ngoài cổng này mà đi vào phải mất mấy km. Nên mà khi các bạn mới đến tuần châu mà các bạn muốn vào trong tuần châu thì ở đây gặp những bác tài xế hoặc là bác xe ôm nào mà cho các bạn dừng tuần đầu cổng tuần châu vừa rồi thì các bạn cố gắng bảo người ta lai vào trong nhé, đưa vào trong chứ hơi xa. Phía bên này ngày trước là biển, bây giờ được đắp lên thành đất bài đất và chuẩn bị xây các căn biệt thự, các cái khu nghỉ dưỡng ở đây. Đấy, kia mặt chúng ta. Nước này thì được khách ở đây. Trong này có một cái bãi tắm này các bạn này. Trong này bãi tắm thì ít người tắm hơn, chủ yếu là những du khách đến ở các căn biệt thự và nghỉ dưỡng đấy thì mới tắm ở bãi tắm này. Thì Minh Toàn đã có một số video về cái bãi tắm này rồi, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn theo dõi những cái video tìm trong kênh, số cái video trong kênh. Video của em quay anh cũng lấy đâu bởi vì không có cái rung thì đi nó rung lắc lắm, không xem được đâu. Đây, đây là tận tầng là biệt thự căn nhà để cho du khách nghỉ, có điều kiện thì nghỉ ở trong này cũng rất là thoải mái luôn. Wow. Đây là cái khách sạn. Đường lên các khách sạn bởi vì bên này là núi. Cái khách sạn này là ở trên núi hết. Đây có cái đền thờ. Hôm trước là mình toàn đến đây thấy một cái quả suối nhân tạo, không biết là đợt này đã làm xong chưa. Toàn mới đến đây thôi, mới đến đây cách đây khoảng chưa được một tháng. Đấy, các xe này là xe mà đưa đón khách du lịch về tuần châu.
Đây có quả núi nhân tạo đây. Đây. Và bây giờ vẫn chưa xong. Một quả núi nhân tạo sau này nó sẽ như thế này. Ở khu này khu đông. Luân làm gì? Bình luận kiểu gì thì em thích bình luận kiểu gì em bình luận gì? Mình toàn không thằng cầm cúi gặp em gái em hỏi buồn cười lắm. Đây là khu nhà biểu diễn cá voi, cá heo, sư tử biển vân vân và mấy mây luôn. Hôm nay rất là nhiều người luôn. Đây, câu lạc bộ cá heo, hải cẩu và sư tử biển. Rồi, mình toàn xin dừng video này đấy, bởi vì máy nó hơi đầy dung lượng.